đi mua nước đá em đi. Hết đá sao bán? Không bán thì nghỉ đi. Tôi thấy vậy là không được rồi. Cái kiểu mà cha chung không ai khóc như vậy là không được rồi. Ủa cái gì vậy chị? Cái gì là cái gì? Em đứng em chật quầy lỡ khách vô em pha. Chị đâu biết pha đâu. Giờ chị mua mấy nước đá đi. Bao nhiêu lâu mới có một người khách? Còn cái chuyện nước đá là cái chuyện mà anh phải chuẩn bị ngay từ đầu, chứ không phải đợi cái quán hết nước đá rồi bắt người khác đi mua. Không có nha, cái này là em không phải đi mua nha, ảnh nha, ảnh là người đi nhập nguyên liệu á. Tại sao phải là ảnh? Tôi đang ngồi tính sổ nè, thôi giờ hai người coi người nào đi được thì đi đi. Đúng vậy, ảnh đang bận bịu đầu bù tóc rối tính sổ sách rồi, ngồi không làm gì ông đi mua nước đá. Đàn ông mà sức dài vai rộng rồi đi mua bình nước đá về chết hả? Ô kỳ ra. Kỳ gì? Tôi là ân nhân của cái quán này, không lẽ tôi đi mua nước đá đối xử với ân nhân vậy sao? Thôi mua đi, mua em giữ. Phải mua thôi chứ. Nói gì? Trời đất ơi, gì ta? Quán cà phê mà bước vô không có nước đá, hỏi sao không ấy? Buôn bán kiểu gì kỳ cục. Nói năng cũng kỳ cục lắm. Ủa sao vậy? Trời ơi, tự nhiên ỷ có tiền á, nói chuyện nạt nộ vô mặt người ta. Tại vì anh hiền quá cho nên là hả, người ta mới qua mặt anh đó. Thôi thôi thôi, đi vô đi, đi vô đi, đi vô đi. Quán xá người ta sùm trời đất kiểu đó mà ai mà vô. Tính gì vậy? Tính sổ chứ tính cái gì? Đây em tính giùm cho. Thôi thôi thôi, khỏi luôn đi, tôi tính xong rồi, thôi đi vô đi. Gặp cái lịch xua đuổi à, bực bội. Đi vô đi, để tôi ngồi tôi yên tĩnh rồi coi, tôi coi sổ sách coi. Vô nha. Khó chịu quá. La hoài. Ủa ai bán cà phê không? Có. Ở đây 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 đây. Order ở đây hay sao anh? À, mời ngồi, mời ngồi. Ờ, cho em ly cà phê sữa nha. Cà phê sữa hả? Dạ dạ. À chà. Cà phê sữa. À, con nghe mẹ ơi. Trời ơi, sao mẹ gọi con mẹ nói cái chuyện này hoài vậy? Nếu mà mẹ thích thì mẹ cưới đi. Chứ sao mẹ kêu con cưới? Con đâu có biết người ta là ai đâu. Ủa cái chuyện mẹ hứa ngày xưa con đâu có hứa. Con không cần tiền bạc, không cần nhà cửa gì hết. Con có tiền. Còn không mẹ muốn cưới mẹ cưới đi. Con chỉ cưới cái người con yêu thôi. Còn cái người mà con yêu sao cưới mẹ? À, uống miếng nước trước. À, bartender đi ra ngoài thay đổi không khí. Với lại lấy một ít vật liệu về để pha nước em trai. Chờ một chút nha. Rồi. Anh là chủ quán, anh kiêm kế toán luôn chứ anh không có biết pha chế. Cứ uống chút xíu. Em trai, hình như là gia đình ép cưới gả gì hả cưng? Xin lỗi anh hơi nhiều chuyện nha, nhưng mà tại vì lúc anh bưng nước ra vô tình anh nghe được câu chuyện của em. Dạ. Dạ cũng đúng rồi đó anh. Thật sự ra anh nói em nghe nè. Đàn ông mình á, mình cái mà may mắn nhất của cuộc đời con người á, nhất là đàn ông nha, là lấy được người mình yêu hạnh phúc với nó là được rồi, đúng không? Mình lấy cái người mình không yêu thì mình là cái người chịu thiệt thòi. Mình cưới cho mình hạnh phúc của mình chứ không phải hạnh phúc của cha mẹ mình. Em phải lấy người em yêu, vì yêu thì mới có hạnh phúc. Mình yêu ai mình phải mạnh mẽ lên. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Không ngờ tự nhiên vô quán cà phê tự nhiên gặp người giống như đâu. Trời bay xuống nói mình mấy cái câu. À, anh không phải trên trời bay xuống, anh là một người trần mắt thịt thôi. Nhưng mà giữa anh và em có một sợi dây đồng cảm á. Anh tên gì? Anh là Lan. 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 Sông Lan. À, Lan có G à? Nguyễn Trần Sông Lan. À, thật ra nhà em ở đầu đường, em mới thuê nhà ở đây. Ủa? Là hàng xóm? Hàng xóm chứ. Đầu đường khúc nào? Khúc nhà bà Chính anh. À, nhà của Chính đó hả? Ờ, dạ. Em mới thuê cái chỗ đó. Em đập lại, em xây như cái nhà mới của em luôn. Ôi ôi, hay quá. Dạ. Anh nói thiệt chứ từ lúc mà nhà của cô Chính là... Ba của cô Chính mất nè. Rồi chồng cô Chính mất. Là cô Chính buồn dữ lắm. Rồi cuối cùng cô Chính bán nhà luôn hả? Ôi chết nhiều lắm anh. Hai người. À, không sao em không có tin mấy chuyện đó. À, anh chỉ vô tình anh nói vậy thôi. Em tin vào tình yêu.
À, em tin tụi nhiên hy vọng là em với lại bạn gái của em về sống trong mái nhà đó, nhớ nhan khói cho hai cái dòng kia luôn để họ phù hộ cho tình cảm của hai em nha. Anh trai giỡn hoài. Ủa? À đây 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 đây. Pha chế về đây. Ê, trời ơi, cái gì vậy em? Trật trật tắt. À, thằng em. Uống gì anh? À, cà phê sữa. Sữa. Anh, ít sữa nha anh, ít sữa thôi. Ít sữa. Ít sữa. Ngồi chơi nha cưng. Dạ dạ. Anh chạy lên lầu chút xíu chuyện. Dạ. Cái ly đâu ta? Một cái ly. Một cái ly. Con nói với má hoài à, ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên đúng không? Con không yêu thì má đừng có bắt con lấy người ta. Bây giờ con nói rồi, khi nào mà con lên trên này con lấy chồng được con mới về. Còn không là con không có về, má đừng có gọi con nói mấy cái chuyện này nữa, con không có nghe đâu. Vậy nghe. Bye má. Bực bội. Yêu mới cưới chứ bây giờ không yêu bắt cưới, cưới về rồi sao mà sống chung với nhau được. Chị. Ủa? Đồ, ủa? Vậy là em nhận đúng rồi đúng không? Ủa? Chị nhớ em không? Cô Quốc. Đúng rồi. Chị là để em nhớ y gì tên gì nè? Điệp đúng không? Điệp. Trời ơi. Trời ơi. Em ở đây mà chứ. Ui. Chị đâu đây? Chị cũng cà phê đây hả? Đâu có. Quán này quán gia đình. Quán gia đình chị à? Gia đình chồng chị bán quán này. Ủa? À không, lâu không phải. Trust của chị. À, chị chưa có chồng hả? Chưa. À. Có làm gì không? Không, chị đâu làm gì đâu, chị ăn ở không thôi à. Chị gạo đồ đó. Qua ngồi nói chuyện với chị xíu được không? Được, cứ tự nhiên. Vô đây ngồi đây nói chuyện chơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp được một người đồng hương á, mừng dễ sợ luôn. Chị ở đây chị canh chừng quán hay là sao? Chị đâu có canh chừng quán, quán này có người canh chứ chị đâu cần phải canh. À. Chị là có cổ phần trong quán này. Gì vậy? Bụi. Trời ơi. Thương quá vậy. Hồi nhỏ nha. Hồi nhỏ tôi là cưng mấy người lắm á. Trời, hồi nhỏ là em mà không nhờ chị là em bị đánh rồi, là bây giờ nhiều lúc em không còn sống luôn á. Mà em hiểu sao hồi xưa á mà mấy tụi nó ghét em dữ vậy chị. Tại vì cái mặt em. Sao? Mặt em hay ra vẻ đó. Dạ hả? Cho nên bạn bè ghét, bạn bè ăn hiếp là đúng rồi. Không phải đâu, em nhớ tại ngày xưa á, nó nghe nói là em qua lớp tụi nó, em cua chị á, cho nó ghét em á, nó đánh em á. Nào bịa chuyện, giờ mới bị lớn làm gì biết yêu đương mà bày đặt cua. Xưa cua thiệt mà. Ủa thiệt á hả? Thiệt. Ủa là hồi nhỏ là em thích chị thiệt á hả? Thích chị thiệt chứ. Ủa sao giờ, sao tự nhiên thích chị vậy? Không biết, tự nhiên nít tự nhiên cái thích thôi chứ giờ lớn rồi. Lớn rồi hết thích rồi. À. Đúng không? Với lại hồi nhỏ chị em mình thân thiết quá mà chị coi em như là em trai của chị vậy đó. Trời ơi, hồi nhỏ nhớ còn chút xíu à, chị ẵm em tay bế tay bồng đó. Cái đó là nhỏ thôi, giờ em lớn rồi. Lớn rồi nhiều khi em bồng chị chứ chị bồng em đâu có nổi. Thì đó, bữa nào qua nhà em chơi. Qua nhà chơi chị. Thì nhà em mới xây xong đẹp lắm. À. Có khách hả? À, có khách ơi. À. Em pha cà phê, pha cà phê. Khách là Lâm hả? Cà phê Lâm, Lâm pha cà phê nha. Khách nè, khách nè. Có bán gì cho em uống gì chưa? Uống gì kêu chưa? Em có kêu cà phê sữa rồi. Nó nghe, nó nghe. Điệp nó nghe nè. Ở đây lính chị hết á. Điệp nó nghe nè. Ai? Nó nghe nè. Tôi hả? Ừ. Đợi chị xíu. Gì vậy? Quán xá làm ăn nha. Làm gì làm được chỗ khác nha. Tôi làm gì? Thì đó, lớn rồi nhắc vậy thôi. Ủa, tôi tiếp khách thôi mà. Thì chị nhắc vậy thôi, bất công thằng Lan nó thấy là bất công tầm lâm chuyện nữa. Thì nói, đó, thôi, làm cà phê cho khách đi, Lâm ơi. Mà cuộc đời làm sao ta đứng. Gì vậy trời, nói gì không hiểu gì trơn á. Ôi. Em úp thôi mà, có gì đâu. Ngồi thương anh Lan quá. Lâu lắm rồi không gặp, nhớ mà nhớ ôm miếng coi. Trời ơi. Trời ơi, sao mà lớn mà bự dữ vậy trời. Chị nhớ hồi nhỏ có chút xíu à, mới lớn nè. Chị cũng bự quá trời bự. Nhỏ có mới lớn mà sao giờ bự vậy trời. Ai cũng từ hồi nhỏ nhỏ sao lớn là lớn chứ. Hả? Cũng vậy thôi, gì đâu. Thằng em với quê mà. Hồi nhỏ là chị em thân thiết lắm. Là ngủ chung, rồi ăn chung, rồi tắm chung á. Tắm mưa, hai chị em. Bây giờ còn sớm rảnh không đi chơi? Đi chơi đâu? Em dắt chị ra đây ăn. Đi ăn hả? Trời ơi, từ bữa chị lên đây tới giờ không ai dắt chị đi ăn hết. Mà chị sợ quá, ở ngoài đường xe cộ dữ lắm. Xe cộ à? Không, em đi xe hơi bự lắm.
Người ta đụng mình là người ta có chuyện nhưng mà không sao hết. Vậy hả? Dạ, dạ thôi đi chơi, đi, đi chơi, đi đi đi, 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 đi. Đi nghe, đi chơi nha. Chết rồi. Thôi xong phim. Ủa? Ủa mà ông Lan. Lan Lan ơi. Lan ơi. Nghe đâu nghe. Lan ơi. Chuyện gì, chuyện gì? Thua, thua, to thua. To chuyện rồi. Thua. Chuyện Lan gì? Lan ơi. Vụ thua gì? Rồi. Rồi cái đầu liền. Thấy không? Thấy gì? Kìa kìa. Nó sắp nhú lên rồi đó. Kìa. Nó sắp nhú. Ba phân rồi. Ba phân. Bởi thấy không? Đi. Đấy cái gì vậy? Trời ơi. Chê. Chê người ta cho cố vô. Bây giờ mập lù lù lên rồi không thấy. Làm sao? Sao có gì? Hai em nói gì không hiểu gì hết vậy trời. Làm sao? Để nói cho mà nghe. Có nhớ cái cậu khách nãy vô lúc em về anh nói chuyện không? Bé mà trốn cha trốn mẹ lên đây sống với tình yêu của mình đó. Nó nói là nó đi đâu nó kiếm người yêu của nó. Biết người yêu là ai không? Ai? Người mặc áo bà ba đó. Nó yêu bà chính hả? Mày điên hả? Ủa nó nói nó mua nhà bà chính nó ở mà. Cái người ân nhân giúp quán mình 200 triệu á. Cậu đó chính là bồi của con Điệp đó. Mày đặt hả? Em đừng theo đuổi tôi này nọ kia. Đó bên ngoài thôi, bây giờ là ôm cục sừng. Làm sao được, thằng đó còn trẻ măng. Trời ơi, bà 40 tuổi rồi, bà lớn tôi 2 tuổi nữa. Điệp cậu... này nó rất là hồi nhỏ sao em nhỏ, bây giờ sao em bự dữ vậy? Cái cậu đó phải nhỏ hơn vài tuổi đó. Bây giờ người ta cũng có tiền rồi. Người ta có quyền. Lái máy bay. Quay lái máy bay thôi. Trời ơi thôi. Thương mà thương theo kiểu phong trào thì chỉ là không có bền đâu. Với lại á, nói gì nói, tôi hiểu tính của bà Điệp. Bà thương ai rồi là bà thương cả một cuộc đời. Chứ đâu đơn giản mà đi từ dưới quê này đi kiếm tôi tự nhiên đi ngã vào vòng tay của cái thằng đó. Không có đâu. Bây giờ vậy nè. Coi vậy có thể phải là yêu trời không nè. Trời ơi nè. Đây. Chào. Điệp. Điệp hả? Thôi sợ xe quá à. Xe giờ chị sợ quá à. Trời ơi, chị ơi, đừng có sợ. Em có xe hơi riêng. Ôi thôi, đi. Bồng ý là bồng lên đó. Ý là bồng lên đó. Bồng lên đó, đi ra nè. Ẩm nha trong quán luôn hả? Chớ gì nữa. Mà hồi nãy không phải nó bồng đi liền đâu. Nè, nó bồng xong, thằng đó nó mạnh lắm. Nó bồng xong, cái nó nhìn. Ô, mắc cỡ quá à. Sao nó chạy? Đó anh bắt được em. Ô, đó anh bắt được em. Mất tới nơi rồi. Ủa rồi, Điệp đâu? Mất mờ, Điệp hả? Điệp đâu? Đi từ Vũ rồi. Cái gì? Nó đẻ tới nơi rồi đó. Thôi, tan nát hết rồi. Tan nát rồi, thôi đi. Đi từ Vũ. Chị đâu rồi? Chị. Ủa gì vậy? Chị hả mày? Ủa anh. Ủa gì vậy? Đang chơi vui quá gì vậy? Trời đất ơi em nói. Hồi nãy lái máy bay vui quá. Vui ghê á. Chị lái máy bay vui rồi vui. Mà chị nha. Em á. Chị nói chị có tuổi rồi mà lái hả? Chị mệt còn chết luôn. Tại chị không chịu ôm em. Em nói là lái máy bay là phải căng lắm. Chị phải ôm em. Chị không ôm em chị thấy cái người chị lỏng lẻo rồi, chị chóng mặt rồi. Đúng rồi. Tại vì chị thích buông thả. Mà chị nha, chị cứ... Im đi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Hai người đi đâu? Đi lái máy bay. Bao nhiêu tuổi rồi? Lái máy bay. Phi công à? Ôi sao anh? Phi công à? Ủa sao biết hay vậy? Hồi nhỏ ước mơ của Quốc là được làm phi công đó. Lớn lên làm phi công thiệt mà. Ờ. Em làm phi công thiệt. Ủa em chưa nói gì hả? Ủa em đang làm phi công hả? Yeah. Wow, em lái máy bay. Trời ơi, để bữa nào đi, chuyến bay nào em lái em sẽ kêu chị đi. Yeah. Em sẽ chở chị đi qua Mỹ luôn. Wow. Tôi chịu hết nổi rồi. Sao? Đỡ lấy. Cái gì hoài vậy? Qua đây đứng. Ủa sao vậy? Cái gì vậy? Em đang làm cái trò gì trước mặt tôi vậy? Ủa anh bị... À? Không hiểu gì luôn. Trời ơi. Em vừa làm cái trò gì trước mặt tôi? Thôi chị qua đây để em bảo vệ chị nè. Anh ơi, anh nói chuyện đàng hoàng nha. Mày buông tay cô ấy ra. Con gái người ta anh nói chuyện không có nặng nhẹ vậy nha. Mày buông tay cô ấy ra. Cổ là gì của anh mà tôi phải buông? Đây là em từ nhỏ thôi.
thương lắm. Em gì mà ôm nhau đi lái máy bay rồi đi từ vũ. Lái bay từ vũ gì? Ủa, trong từ vũ làm gì có máy bay. Ủa từ vũ gì? Từ vũ. Em nói thật lòng đi. Trời ơi, em có thai với nó rồi đúng không? Trời ơi, tôi tưởng em là một cô gái đàng hoàng, thì ra em là một cô gái làng chơi. Trời ơi, anh nói gì vậy? Nói gì? Chính anh Út nói em đi từ vũ khám thai. Nhận đi. Nè, em lừa dối tôi, miệng thì nói yêu thương tôi. Anh không được lớn tiếng với phụ nữ nha. Tao lớn tiếng rồi sao? Cô này là người yêu của tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi với cổ không có thai, nhưng tôi với cổ yêu nhau. Anh đừng có lớn tiếng với cổ nữa. Trời ơi, chị Điệp. Nhưng mà Em biết là em nhỏ hơn chị rất là nhiều, nhưng mà chị ơi, không có gì hết trơn á. Thời buổi bây giờ mình còn trẻ mà. Không được đâu Quốc ơi. Quốc ơi, 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 ơi. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Bỏ ghế xuống. Đỡ giùm tao, nặng quá. Cái gì? Ai qua khúc củi ở đây vậy? Em thấy cái quạt thì không có khách rồi. Mà giờ đủ chuyện. Nè, anh không có động tay động chân nha. Khoan, cái gì anh bị gì vậy? Cái gì từ từ nói. Anh bị gì vậy? Nó cướp người yêu tao kìa. Cướp cái gì? Ai cướp ai? Anh đâu có yêu em. Hả? Ủa mày bỏ con nhỏ 20 năm nay rồi nó lên nó đăng nỉ mày về mày không chịu về. Đúng vậy. Rồi giờ người ta có bồ chuyện của người ta chứ. Nè, lúc nãy anh nói với tôi là có yêu ai thì phải nắm bắt liền, là phải yêu liền. Bây giờ tôi làm theo lời anh nói gì nữa? Tôi có yêu em nghe Điệp. Tôi có yêu em. Tôi có yêu em. Yêu người ta xong chắc người ta về quê. Nhưng vì lời thề đó. Nữa thề hoài. Tôi không làm khác được. Nhưng tận trong trái tim này là tôi có yêu em. Em chờ đợi anh 20 năm nay rồi. Tới nỗi mà em bỏ hết tất cả em lên em kiếm anh. Anh cũng hời hợt với em. Anh cũng bỏ bê em. Anh có thèm ngó ngàng gì đến em đâu. Lúc nào anh cũng muốn đuổi em về quê mà anh nên yêu em. Chính vì điều đó mà em đi quen người khác hả? Bởi vì người ta mang lại hạnh phúc cho em. Đẹp, em sẽ chở chị đi đăng ký kết hôn. Trời, sao vội vậy? Người đàn ông này không tốt với chị. Không có một người đàn ông nào mà 20 năm để cho chuyện này xảy ra được. Phải. Em sẽ cưới chị. Hai người lấy nhau đi. Thôi, anh Lan. Em hiểu rồi. Bỏ hết đi. Em biết là anh yêu em thiệt rồi. Tất cả nãy giờ chỉ là một màn kịch mà thôi. Gì? Thật ra là em muốn Quốc. Em nhờ Quốc làm vậy để thử lòng anh. Quốc là ai? Quốc là đây, em trai em. Chứ tại anh hời hợt với em quá anh chị. Em phải làm vậy em mới biết là anh có yêu em thiệt hay không chứ. Mày cũng rảnh ha. Không phải, phải làm vậy mới biết là anh có yêu hay không. Để ta xác định ta ở đây hay ta về quê. Mày ra công viên mày làm. Quán tao ế mà mày làm. Khách nào mà dám vô nữa. Trời ơi, sao mà bán mà cứ lỗ vốn hoài vậy? Sao mà giàu nổi? Kế toán nè, ra đưa cho kế toán tính sổ đi. Hay quá. Rồi bán kiểu này quán lỗ rồi. Ủa, lan, cái bút thử điện đâu rồi? Bút thử điện ai mà biết, tự nhiên hỏi em. Thắm, con coi chú Lan tính vậy đúng hay sai. Ông mới viết vô nè, cái này đúng không? Bởi vì chú Lan không có học nhiều nên thành ra. Hỏi anh Út coi, anh tiền Út, sổ sách làm sao? Anh Út, anh Lan tính vậy là đúng hay sai? Đúng mà, cái này phải gấp mấy lần nữa. Vậy hả? Trời đất ơi, gấp mấy lần. Trời đất sai ơi, má. Thiệt má. Nó nghe nè, tránh ra cái được ông vướng ngay chỗ con chụp hình. Ủa mà khoan nã, cho góp ý cái. Tính vậy là lỗ. Sao tự nhiên cái mục rùi bà đâu mất tiêu rồi? Ủa mục rùi bà đâu? Một rùa phong thủy á. Rùa phong thủy là sao? Một rùa phong thủy là ưng ưng thì chấm, ông ưng thì thò bôi. Thứ 16 là chấm vô. Là nó tốt. Ủa thằng Lâm nó đi mua nước đá lâu dữ rồi trời. Thôi để tao chạy ra đâu rồi tao mua cho lẹ. Ủa gì mà hai ba người đi mua nước đá? Hello, xin chào mọi người. Đánh vô kìa con, đánh vô kìa. Dạ.
Chú tiếp giùm con đi. Con đang like rồi. Đẹp trai lắm. Bây giờ mình ngồi đâu được ha? Đây. Dạ. Cứ đứng đây đi luôn cũng được. Muốn ngồi đâu ngồi. Đem ghế tới cho khách đi anh. Ngồi đây luôn cũng được. Dạ. Nhưng mà tôi thích ngồi ngay chỗ có bàn á. Dạ. Dời cái bàn qua cho khách luôn. Làm cái đầu như Shinjuku vậy đó mọi người. Trời ơi đổ bể tùm lum vậy. Rối quá. Tiệm của mình là tiệm cà phê rất ổn hả? Nhưng mà mới vô thấy hơi bất ổn nha. Dạ. Uống gì ạ? Đây. Ở đây mình có bán nước gì ạ? Mình biết chữ mình đọc ấy. À dạ. Cho tôi một cái Americano. Dạ. Mình có thật sự biết món này không? Dạ. Americano. Quá bé ơi. Dạ. Dạ chú uống gì vậy? Anh chú cái gì? Chú. Americano. Americano. Dạ Americano này chắc là chú phải đợi 30 minutes. 30 minutes hả? Dạ. Okay. Phải đợi 30 minutes nha. Tại vì cái người mà bartender người ta đi mất tiêu rồi. À thôi biết rồi thì biết là 30 minutes rồi ha. Dạ. Cảm ơn. Đơn vậy thôi, quá đơn giản. À cái này khi nào cần thì gọi là tụi tôi sẽ tới nha. Dạ. À cần. À dạ cho tôi hỏi là bây giờ ai sẽ là người pha chế ha? À đây. The Rơn. À có người pha chế rồi, vậy ai là người rảnh để mình có thể tiếp chuyện với tôi tiếp chứ đúng không? Đây, đợi gì đây? À dạ. Dạ chào dì. Dì ơi, hay là dì ngồi đây đi. Để khách cứ ngồi đi, tôi đứng được rồi. Không, cứ ngồi đi. Dạ không, tại dì ngồi, lớn. Ngồi. Để tôi đây. Dạ. Dạ. Là mình cần có người tiếp chuyện à. À không phải, ý là dạ, dì cứ ngồi đi à, con hỏi thăm dì xíu. Trời nay được lên tiếp khách luôn trời. Đi. Ta sang. Một hồi nữa người ta bập bo cho. Bập bo hả? Dạ, dì ngồi ạ. À, dì cho anh hỏi dì tên gì á? Kệ, chiều một chút đi. À, tôi là Điệp. Điệp hả? Dạ. Điệp. Madam Điệp. À, Madam Điệp. Dì Điệp à, con tên là Hùng. Hùng. Ở nhà thì con tên Trùng. Hùng Trùng. Dạ không, tên đầy đủ là Điệp Trùng Trùng. Ồ. Oh. Dạ. Ủa, còn cái chữ Hùng nhét đâu? Dạ không, Hùng là tên khai sinh trong chứng minh nhân dân á. À. Dạ, tên mình đi học thôi, còn ở nhà tên Trùng. Ở nhà tên dài hơn tên khai sinh ha. Dạ đúng rồi. À, dì ơi, dì cho con hỏi là ở đây á, theo con được biết là quán của dì mở là bán cà phê rồi bán các loại thức uống đúng không? Nhưng mà cái nước mắm này hình như là của một người con gái tên là Thùy Dương. Đúng rồi, Thùy Dương. Anh Hùng uống nước. À, cái này là Americano. Dạ không, uống trước nước chàng xíu, đợi Americano. Dạ. Ủa khoan, nhưng mà cái túi á bị... Ủa? Cái túi ta đâu? Cái túi ta đâu rồi? Ủa sao cái túi đâu rồi? Đây. À, con thấy... Cất giùm hả? Dạ, để không, ở đó. Nhưng mà cái này quán cà phê chứ đâu phải quán massage đâu, mà sao cất giỏ? Không bé, không phải lát tại vì... Lát nữa có dịch vụ massage luôn. Dạ. Lát nữa là có dịch vụ massage. Dạ, được rồi, dạ. Lát nữa là gì Điệp là massage cho. Lỡ người ta không trả tiền rồi sao? Cô đi trà đá rồi tụi quýt của mình. Dạ, gì? Lao. Con cứ enjoy, thư giãn, dạ. Cứ thư giãn đi. À, dì Điệp ơi, cho con hỏi là Dương là ở đây lâu chưa gì ha? À, Dương á thì lâu lâu ghé ở đây thôi. Dạ. Tại vì Dương có một người bạn trai ở đây. Hai người tâm đầu ý hợp xong rồi hay ghé ở đây. Chú nói gì vậy? Đúng rồi, chị Dương quen với là anh Lâm là bartender ở đây nè. Lâm là bartender ở đây. À, Dương và Lâm love you. Fall in love. Dương Lâm. Không. Là sao mà có cái chuyện mà Dương quen? Đâu có thể không, cái chuyện đó không có. Không bao giờ có được. Ủa gì vậy? Cái chuyện đó Dương không có quen. Trùng Trùng ơi. Cô đẹp quá đó, con nói chuyện với người ta coi. Đây nè, bây giờ khoan. Bây giờ mọi người ơi, ai là sẽ là người ra đây xác nhận câu chuyện Dương đã có người yêu hay chưa? Con. Cô xác nhận hả? Không, con bị đẩy vô đây. Trời ơi, sao hèn hạ dữ vậy? Đàn ông đâu? Đàn ông trong căn nhà này đâu rồi? Con mời chú. À đúng rồi, Trùng ơi. Trùng là gì với Dương nhỉ? Chú đừng có hỏi nữa. Chú càng hỏi con càng đau á. Ủa là sao tôi không hiểu Trùng? Chú ơi, bây giờ con phải nói như thế nào? Đổ quá. Bây giờ không quan tâm cái chuyện đổ hả? Không quan tâm gì cả. Đừng
đừng đừng đừng có thích quan tâm không? Đừng 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 quan tâm không? Không 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 đừng đưa mặt vô tường đi. Không có nói gì hết. Úp mặt vô tường đi, úp mặt vô tường đi, tất cả mặt vô tường đi. Trùng ơi, không ai còn quan tâm nữa. Trùng, Trùng với Dương là sao nhỉ? Tôi với Dương là vợ chồng. Hả? Chúng tôi đã có một đứa con 3 tuổi. Trời. Ủa? 3 tuổi? Khoan đã. Khoan đã. Thật sự là mình phải đưa ra thêm những giả thuyết để phục vụ cho điều tra. Đây có thể là một câu chuyện giả đò. Đúng vậy, tự đặt ra, đúng không? Làm gì có bằng chứng gì đâu. Bây giờ tự nhiên vô đây nói quen chị Dương là quen. Anh có bằng chứng gì không? Mọi người muốn bằng chứng dễ lắm. Sao sao phản ứng dữ vậy? Sợ quá hả? Mọi người muốn bằng chứng dễ lắm. Dễ lắm thì đưa ra đi chứ trời. À quên, dạ, dạ rồi. Mới khóc hả? Còn đây, cái sự lạnh nhạt này dễ giết người lắm. Khi mà con người ta đau tới tột cùng rồi là lạnh như băng. Dạ mời mọi người ạ. Ui, ui. Đây là hình kỷ niệm ui của vợ chồng tôi. Ủa, đúng, đúng, đúng là mặt đúng chị là Dương. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà sao đứa con gái không giống chú vậy? Trời ơi, có duyên lắm luôn á. Có duyên lắm luôn á. Thật sự không giống hả? Giống, 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 giống. Không giống là không giống sao? Giống, 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 giống. Trời ơi là trời. Chú Lê, con nó không giống giống ba. Nó giống mẹ, nó giống mẹ. Giống mẹ nó. Không có giống con, không có giống, không có giống em. Làm sao giống được nếu mà con của Trùng, làm sao giống được con bé này? Đúng rồi, đúng rồi. Ý là vậy. Con bé này làm sao giống con của Trùng được, đúng không? Con của Trùng là phải giống Lâm. Là sao? Không phải. Không nói gì vậy? Không phải, không phải, không phải. Trời ơi, nói gì vậy? Bây giờ sao? Bỏ ra coi. Bây giờ tôi với lại Dương là vợ chồng đẻ con ra giống thằng Lâm. Thằng Lâm nào? Không phải. Thằng Lâm nào? Không phải. Thằng Lâm nào? Không phải. Là con tôi, con của tôi. À, có bầu bác bác sĩ siêu âm con trai. Tôi nói là giống thằng Lâm là thằng Lâm con tôi nè. Có nghĩa là sau này hai gia đình mình sẽ là xui gia. Đúng rồi, tôi đang có bầu. Chú con thấy chú cũng hơi mệt mỏi á. Mình bị mất bình tĩnh dạ, quá. Dạ đúng rồi. Hay là mình lên phường đi. À không, hay là mình ra ngoài đi, mình ra ngoài mình hít thở không khí. Hít thở không khí. Cho thoải mái đi. Không khí trong lành một xíu được không chú? Dạ. Dạ. Nhưng mà chừng nào Dương có mặt ở đây? Dạ, có gì được Dương về, tôi kêu con bé này đi theo luôn. Không được, vợ chú có bầu mệt lắm rồi. Đồng thai quá. Con đi đi, rồi có gì rồi chú về chú kêu ba con đi thăm con nha, đi. Con vậy con đi với chú đi, được không? Đi đi, đi lo người ta đi. Đi đi. Trời ơi đi đi. Ê khoan đã. Hả? Mình đẩy con Thắm đi vậy rồi thằng kia nó có làm chuyện Thắm không? Không có đâu, Thắm nó khôn khéo. Ôi mua nước đá gì đâu mà nó xa. Thôi chạy đi, bây giờ nó có làm gì con Thắm miệng nó đừng có làm gì tụi mình là được rồi. Trời đất ơi. Không, lộn. Con Thắm, đúng rồi con Thắm nó lanh lợi, nó sẽ tìm cách. Hai người làm gì vậy? Gì mà đổ nó tùm lum vậy? Trời ơi, tôi dọn không luôn á. Đầu dây mối nhợ về rồi đó. Cái nước này là đỡ đó. Nếu mà chú về sớm, cái màu này là màu máu đó, tôi nói cho chú biết. Gì? Có ai vô đây kiếm chuyện hả? Không phải là kiếm chuyện đâu. Chứ sao? Trời, chú nói chuyện mà tôi thấy cái đầu chú nhú nhú cây sừng rồi đó. Hả? Cái gì? Thôi được rồi, tôi không nói chuyện đó đâu. Tôi nói chứ cũng không hiểu. Gì vậy? Chú trông đi, thời điểm thích hợp tôi sẽ nói. Qua nói chuyện với lại thằng Lâm đi. Cái chuyện con Dương nó có chồng, phải nói chuyện cho thằng Lâm nghe. Thằng Lâm nó bị cấm sừng, bà hiểu không? Ủa nó đâu chỉ có chồng, nó còn có con nữa. Bà nói nhỏ nhỏ thôi, thằng Lâm nó nghe, nó đi ra nó hỏi là biết trả lời với nó làm sao. Ủa cái chuyện đó là chuyện của anh. Hai người nói cái gì vậy? Con Dương này có chồng, thằng Lâm nói là Lâm nào, Lâm tui vậy? Lâm này hả? Nói thì chú không hiểu à. Đưa hình đi. Coi đi rồi sẽ hiểu. Hình gì? Tôi đã nói không có đàng hoàng rồi. Tôi xin lỗi, nãy giờ thật sự ra tôi muốn nói lắm. Cứ phải vòng vòng vậy hoài à. Hồi nãy là chồng của Dương tới đây quậy tan nát cái quán này đó. Hồi nãy chồng của Dương tới đây nè. Nếu mà tụi tôi mà không cứng cỏi là tôi nói thiệt á, chồng của Dương giết tôi rồi. Nó tấn nó vô tường rồi đó, nó tính đâm tôi rồi đó. Thôi, bây giờ cái chuyện này của Lâm để Lâm tự giải quyết đi. Mình ở đây nhiều khi làm Lâm khó xử. Mà nói gì vậy? Hả? Nó là em của tôi. Anh em kết nghĩa với nhau. Ủa chứ... chuyện của nó là chuyện của tôi. Rồi bây giờ phải làm sao? Bà muốn gây lộn, tụi bà vô đây ngay. Anh sao ngộ quá, tôi nói vậy anh cũng không đồng ý là sao?
anh ơi, xong chưa? Gì vậy? Tới giờ chiếu phim rồi, giờ này anh chưa xong nữa rồi, chừng nào mới đi coi? Nhanh lên. Gì vậy? Không có gì. Ủa? Gì vậy? Sao tự nhiên... Không sao đâu, không có gì. Có chuyện gì vậy? Nói em nghe coi. Không có gì đâu. Chắc hôm nay anh bận, anh không có... Quán xảy ra chuyện gì hả? Không có gì hết. Hôm nay anh bận rồi, chắc không đi xem phim được đâu. Ủa nhưng mà mình phải đợi rất lâu để có được hai cái vé này đi coi mà. Thôi nói nghe nè, ra đây. Em có giấu anh chuyện gì không? Em có giấu anh chuyện gì đâu. Sao tự nhiên anh hỏi em vậy? Anh nói đi, có chuyện gì nói đi, em sẽ trả lời cho anh biết. Ở ngoài quê em có gia đình rồi đúng không? Tại sao em lại làm vậy với anh? Tại sao em giấu anh? À, tại vì em nghĩ chuyện đó cũng không có gì, với lại em đợi. Chuyện đó không có gì á? Phải, ý là em muốn đợi thời điểm thích hợp em mới nói cho anh nghe. Thời điểm nào là thích hợp? Thì tại đó em cũng thấy đó là chuyện riêng của mình, nó không có ảnh hưởng gì đến anh hết. Chuyện đó không ảnh hưởng tới anh. Sao sao tự nhiên lớn tiếng với em? Đúng là anh không có lý do gì lớn tiếng với em hết. Không, em không muốn như vậy. Anh muốn vậy anh phải nói thẳng với em có chuyện gì mà tự nhiên anh lại lớn tiếng với em. Trời ơi, anh nghe em nói nè. Đây, chuyện này không có gì hết, không gì to tát hết. Anh phải từ từ bình tĩnh nghe em nói được chưa? Hóa ra là nãy giờ anh đang thấy mấy tấm hình này đúng không? Thật ra cái người này á thì em không cần phải giải thích nữa. Không, em có quen nhưng mà em phải rất quen. Em còn có con với người ta nữa mà. Đúng như vậy. Tụi tôi biết hết rồi. Cô đừng có lừa dối làm chi. Tới lúc gỡ mặt nạ ra rồi. Gỡ mặt nạ ra đi. Đừng có làm vậy. Không phải mà, anh có tin em không? Anh phải nghe em nói. Em với người này ở dưới quê á có hôn ước với nhau. Như vậy là đủ chưa? Rồi. Tiếp đòi đi vô. Như vậy là sao hả Dương? Ủa? Như vậy là sao hả mọi người? Hồi nãy mọi người nói sao? Thì khoan đã, thì đó chị Dương đó. Em sao vậy Dương? Hồng bình tĩnh. Đây là sao? Đây là cái gì? Đây là người yêu mới của em đúng không? Đúng. Đây là người yêu mới của Dương. Em nói với tôi những điều đó hả? Hùng ơi, Hùng. Em vẫn có thể nói được những điều Hùng đó. Mình... Không, không Dương. Hùng bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nghe Dương. Không gian rất là bình tĩnh mà. Bình tĩnh. Ủa thế sao vậy? Bình tĩnh. Dương phải biết là Dương hai chúng ta đã yêu nhau, đã thương nhau và đã ở bên cạnh nhau từ cái lúc mà mới vừa lọt lòng cho đến thời điểm bây giờ. Chúng ta đã có một đứa con 3 tuổi. Đúng rồi. Ủa? Ở đây tất cả mọi người đều biết mà. Đúng rồi. Tôi làm chứng. Có hình ảnh mà. Hồi nãy đưa hình ảnh. Hồi nãy đúng đưa rồi. Hình ảnh. Cái hình đâu rồi. Đúng rồi, đó. 10 người ở đây đúng cũng rồi. Biết rồi nè. 10 người ở đây cũng biết cái mặt của chị Dương này nè. Đâu? Con của hai đứa mình đâu? Đó. Con trong đây nè. Còn con ở ngoài đời đâu? Con mình tên là Trúc. Dương không nhớ hả? Hỏi cho tên con mình là cái gì? Róc rách nước luôn qua khóm Trúc. Em sao vậy Dương? Cả nhà bình tĩnh. Bây giờ nghe em nói, đây là Hùng. Đây là người mà gọi là ba mẹ em có hôn ước với nhau từ bé. Đúng rồi. Nhưng mà kể từ khi á mà ba mẹ của Hùng ly hôn với nhau thì Hùng bị ảnh hưởng tâm lý. Nên á, bạn ấy không có chơi được với ai hết, chỉ chơi được một mình em thôi. Và từ nhỏ đến lớn á, bạn ấy bị ăn hiếp là em đứng ra bảo vệ và em rất là thương bạn ấy. Đúng rồi, là không có chơi với ai hết. Không có đúng chơi rồi. Với ai hết. Chỉ bình tĩnh, bình có chơi Dương thôi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mấy đứa. Chỉ có chơi Dương thôi. Ai đặt hình Photoshop mà bên tiệm đầu đường người ta giao người ta kêu đem vô trong đây nè. Của ai hả? Hình của em đó. Hình này là hình chụp đám cưới có em bé luôn rồi chứ. Thôi, đem đi rửa. Ủa là sao? Là hình Photoshop là sao? Chuyện quá. Trời ơi à? Mọi người ơi nè, bây Dương giờ nó coi có chồng có con. Không có chịu. Con gái, con gái tên rồi. Trúc cái gì róc rách gì đó. Trời ơi đừng có vậy nữa mà. Dương rất là quý hồn. Hồi nãy tôi đi ngang cái tiệm Photoshop mà chỉnh sửa hình ảnh á,
cái cầu chị Dương hình ảnh á, cậu nói là chú ơi có ai vô nhà chú hồi nãy đặt cô mười mấy tám giờ, đặt cô thêm mười mấy tám nữa chú ra giùm dạ, con thôi, nha, em mà hả thải lộn sao quánh nhỏ này nằm ngoài á, nó là lúc cười lúc khóc nó không biết sao nữa. Là cậu này đó hả? Đánh đây. Luôn á tên ông. Trời ơi. Qua bắt đầu luôn á tên ông. Từ 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 từ. Sao? Bình tĩnh. Là sao? Bình tĩnh. Thấy có gì đâu đây. Bình thường nha. Mọi người nghe em giải thích nè. Thật ra bạn ấy bị tâm thần phân liệt từ bé nên nó lúc này lúc kia cảm xúc lẫn lộn, bạn ấy không có điều khiển được cảm xúc của mình. Bây giờ cái người không có có điều khiển được tâm lý là tôi nè. Là sao cuối cùng là sao? Ông nói cái gì rồi cái gì? Đúng rồi. Anh muốn biết câu chuyện thật sự đúng không? Trời, em Dương là lắm. Người yêu của tôi, Dương là vợ của tôi. Trời ơi, đừng có. Tôi đã có một đứa con 3 tuổi tên Trúc. Anh đứng hỏi là nói liệu hoài luôn á, tới mai luôn á. Anh yêu em mà Dương. Lỡ Dương gặp ai rồi. Anh cũng nói vậy hết á. Con trai. Dạ ba. Ba nè. Ba nè. Anh hai. Em nè. Ủa ai vậy ba? Má ta đó. Ba nội. Con nhớ bà nội. Thôi bây giờ vậy, hiểu câu chuyện rồi. Bây giờ kiếm xe đưa nó về, giao cho ba má nó nha. Còn cái chuyện đó không có, đừng có nghĩ bậy với bà. Rồi ai đồn ra áp lực bà thằng này nó mặt sao nó chơi vậy. Tôi tại vì tôi thấy nó làm giống quá. Tới khi mà tôi nghi ngờ nó có vấn đề là nó đặt tên con là róc rách gì đó là tôi nghi rồi. Thôi bây giờ vô đây. Con biết địa chỉ đúng không? Khỏi Dương. Kêu bà nội nó đưa nó về được rồi. Chắc kiểu này là trốn nhà đi ra đây nè. Thôi bây giờ vậy, hai đứa đưa bạn về cho nó vẹn cả đôi đường, thấy không? Thôi để bạn đưa về nha. Thôi Dương đưa. Chú Trục, trả tiền ly nước xong mới được đi về chú Trục, nhớ không? Nó quậy nữa bây giờ. Nhưng mà chưa trả ly trà đá. Thôi đi về. Thôi. Vui thôi. Vui. Bình tĩnh.